Vĩnh xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị cũng như quý khán giả đang theo dõi và xem trên kênh của Vĩnh Vlog. Dạ, thì ngày hôm nay cũng khá là bất ngờ, Vĩnh đến thăm U47, đó là anh Khanh đó cả nhà. Cũng theo sự như là giới thiệu của kênh anh Lý Tân TV đó cả nhà. Hiện tại thì anh Tân thì cũng đang bị chấn thương ở đầu gối nên không tiện việc đi lại không được. Thì anh Tân cũng đã nhờ Vĩnh đến đây cũng như là thăm, cập nhật cuộc sống của anh Khanh là như thế nào. Hai nữa là bên kênh của anh Lý Tân TV cũng có Mạnh Thường Vân cũng đã gửi một ít tiền để đến đây cũng như là trao cho anh Khanh là mua như là gạo cũng như là nhu yếu phẩm. Thì nói chung thì em Vĩnh đây cũng xin cảm ơn đến anh em cũng rất là nhiều cũng đã tin tưởng như là anh kênh Vận Trung TV. Thì hôm qua cũng đã trao một số tiền cho Vĩnh cũng đi thăm hoàn cảnh, như là trao tiền cho anh Sơn và chị Tiên. Ngày hôm nay thì Vĩnh tiếp tục cũng nhờ sự nhờ từ anh Tân cũng qua đây đến thăm anh Khanh. Và Vĩnh cũng xin cảm ơn rất là nhiều tới anh em cũng đã tin tưởng kênh của Vĩnh. Thì cho Vĩnh một cơ hội để được đi ghi hình cũng như là thăm hoàn cảnh. Và cảm ơn rất nhiều. Thì ngày hôm nay thì Vĩnh đã có mặt tại nhà của anh Khanh. Thì một chút xíu nữa Vĩnh sẽ đi vào thăm anh Khanh. Đây là khá là bất ngờ, anh Khanh nói chung là chưa biết được là Vĩnh đang có mặt tại đây đâu. Dạ, bây giờ Vĩnh xin mời tất cả các chú anh chị cũng như quý khán giả cùng với Vĩnh để đi vào trong để thăm anh Khanh coi hiện tại thì anh Khanh đang như thế nào cả nhà ha. Rồi, xin mời cả nhà mình. Wow, ở đây nước ngập vậy chứ Tư. Đây nước ngập tới đây luôn hả chứ Tư? Đây nè. Ngập tới đây luôn hả? Vô nhà luôn, năm coi vô nhà. Trời ơi, nó ngập mà nó vô tới nhà luôn hả? Mà nó tràn ầm ầm nó xuống đổ. Là nước từ sông lên hay sao? Nước sông lên. Trời ơi. Dạ. Bây giờ sân trước này quá trời nó còn đọng nước nè. Nước mà đừng mưa khui khui cho nó rút nó còn gì. Ủa như thế này rồi còn nó dặn lên là lên lâu không? Nó lên cấp kỳ rồi, nó lên rồi nó rút cũng mau nữa. Dạ. Rút mau. Rồi tháng nào mới hết? Bây giờ nó ngập từ đây tới qua tháng kia. Ừ vậy đó hả? Ừ. Dạ. Rồi thì bữa nay em vô thăm anh Khanh xíu coi. Cũng lâu quá không ghé. Trời ơi cái đường vô nè cả nhà. Đường vô quá trời luôn. Ồ nhà em Khanh cũng đang nó xây cắt ha. Ừ đã ta. Rồi chào mấy chú thợ. Chào anh Khanh. Chào. Wow. Đâu đâu. Gắp này vô đừng cho muỗi cắn. Đúng rồi, để muỗi cắn. Cái này ở đây muỗi quá. Cái này là không phải là trôi ra đâu, cái này là mình gắp vô đừng cho muỗi cắn thôi. Cái đó là phòng muỗi cắn á. Đúng rồi, vậy cảm ơn nhiều ha. Vậy đãi luôn nha. Lúc này khỏe không? Hả? Lúc này khỏe không? Khỏe. Mạnh như ta. Đó. Yếu rồi. Nhà bên đây là của ai nè? Nhà bên đây là của cháu. Của cháu hả? Của cháu. Nhà mình đây. Cháu qua ở ké nhà mình. Nhường cho cháu mình cái giường ở. Hiện tại là Tấn đang ngủ đây hả? Ngủ đây. Dạ. Ngủ đây cả chục ngày rồi. Đúng rồi, nhà đang xây cất mà. Ừ. Ngủ đây cho tiện hơn. Đúng rồi. Thì anh ngủ sao anh sao? Đó. Sao đó. Dạ. Rồi không biết lúc này anh em làm ăn đỡ không? Cũng bình bình anh. Bình bình thường. Hả? Bình thường. Cũng khá lâu ha, không ghé thăm ha. Hai tháng à? Gần hai tháng ha. Gần hai tháng không đi thăm. Vẫn còn bình thường, đẹp trai bình thường. Nữa, đừng có khen, không có vợ đừng có khen. Không có vợ đừng khen à. Ừ. Ủa lúc trước sau nghe lên thăm chị Giang rồi hay sao vậy? Không có lên hả? Không, không đi. Trời, em nghe tin tưởng đâu anh lên em đi ké cho biết. Đi bỏ nhà uổng. Không, mình đi thăm thôi, mình quay lại thôi, một hai ngày vậy đó. Giờ muốn đi à? Không, bữa nghe tin rồi anh tưởng đâu là rủ anh đi, em cũng xin đi theo để cho biết Củ Chi là ở đâu, hồi nào giờ không biết Củ Chi. Vậy hả? Sao kỳ vậy ta? Không biết Củ Chi, đi tới Sài Gòn không biết Củ Chi. Ba mấy tuổi mà không biết Củ Chi. Đi tới Tây Ninh mà không biết Củ Chi. Tây Ninh sắp sửa tới Củ Chi rồi đó. Đâu, Củ Chi trước mới tới Tây Ninh. Vậy hả? Chi mình đâu có biết đâu. Củ Chi nó ở kế phải mì á. Thì sao lúc này có nhậu nhẹt vậy không? Lai gai. Cũng lai gai ha. Buồn nhiều không có thì khoảng chừng uống với anh em thợ đây nè. Mua nửa lít thì ba anh em ngồi giấc trưa anh em ăn cơm á. Rồi ngồi giao lưu hả? Nhấp nhấp. Giao lưu.
ăn ké. Rồi sau không xin thủ ở đây để mình làm hồ luôn, nghe nói anh làm thợ mà. Đâu có biết rồi, nhưng mà đâu có gì đâu làm. Cho nên về hưu hả? Về hưu rồi. Thiệt luôn hả? Thiệt. Có lương hưu chưa? Có rồi. Giấy tờ đâu? Giấy tờ chứ tư đang giữ. Có giấy tư? Có. Cái giấy tờ về hưu đâu biết đâu. Có giấy căn cước mà chưa được lãnh hả? À. Còn giấy ở ngoại dưới thì có rồi. Nhập tịch ra rồi. Nhập tịch ở đâu? Ở dưới á. Ở dưới hả? Ở phía dưới á. Ở dưới là ở đâu? Ở đào lỗ xuống dưới rồi. Đây. Đó. Kỳ quá. Làm thầu đó cho làm sợ nó giật hay chết. À, ý là làm mà sợ bị giật ha. Ừ, giật nó mới. Lúc này còn tỉnh thoảng còn bị lại gai. Còn còn còn. Rồi thuốc uống sao vậy? Thì đó, uống thuốc đó, thuốc cô Tưng đưa đó. Uống thuốc cô Tưng đó. Ừ. Gần hết chưa? Còn 2 hộp. Uống hết 3 hộp rồi. Sao rồi lúc trước nghe nói là đỡ lắm rồi mà. Ai biết đâu nó tới thời nó tới ai biết đâu. Tái diễn dễ gì. Ừ, cũng lâu lâu bị lại ha. Ừ. Rồi tới giờ tới chừng mình giật vậy mình có biết trước gì không? Biết trước là mình không lúc này biết à. Gung tay. Gung à gung tay. Gung tay là biết rồi là kiếm chỗ nằm rồi đó. Mà bữa trời ác quá vô toilet cái nó giật ở trong toilet luôn. Trời ơi. Ghê vậy. Ừ, cắm đầu. Chơi giật trong toilet luôn. Rồi. Chế tư nè gọt sắc nguyên trái chanh ra. À. Rồi lôi đập lên trên giường nằm luôn. Ủa mỗi lần là mình giật là mình uống chanh hả? Ừ, nặng chanh vô. Nặng chanh vô. Ừ. Chắc nó hạ sao hết. Ừ. Thì nói chung thì anh nhớ là uống thuốc cho đều đều là được rồi. Có chứ. Dạ. Yeah. Sáng uống rồi á. Cái buổi sáng mình uống một viên hai viên vậy đó hả? Viên à? Viên. Chiều uống viên nữa là hai viên. Sáng viên chiều viên. Ừ. Thì nó thuốc cũng hiệu lực dữ lắm mà. Thuốc nó trị về cái gì bữa Trưng nói quên à. Thần kinh. Ờ, đúng rồi. Vì sao nghe bữa ở đây nước ngập dữ lắm hả? Nước ngập. Này. Tới đây tới thềm này hả? Ừ. Làm tới đó luôn. Có khi nào lên tới nhà luôn không? Có, hôm bữa nó vô nhà rồi. Trời ơi, nếu mà lên tới nhà chắc nước này không phải dần dừa đâu á, lên ngập nhà luôn là. Vô nhà luôn. Lên nửa mét á. Ừ. Vô nhà luôn á. Ngập luôn hả? Ừ. Có luôn. À, lúc nhà cháu nó chưa làm á. Ngập luôn. Ừ. Vô nhà luôn. Cái mình thức dậy. Có mày ngập đi, tao nằm trên giường có đâu sợ đâu. Có ngập không? Sáng có, ngập thiệt. Ngập luôn hả? Sáng đầu lao. Sáng đầu tự lao luôn à, lao sạch sẽ. Ý là ngập lên nước mặn sợ nó mau hư thôi, cái gì đâu. Không, nước này mình, cái này xi măng nó không ngầm gì đâu. À. Mẹ mỏng, đóng gông đó chứ. Ngập luôn. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Chưa ăn gì hết á. Chưa có phê phẩu gì chân luôn hả? Cà phê nãy uống rồi đó. À, ly còn ở đây ha. Ờ. Lù quá, gặp thăm nay có dây chuyền đẹp dữ ta. Dây chuyền bữa đi đám người ta tặng đó. Đám nào? Đám ở đâu vậy? Đám hỏi ở dưới chỗ của gần qua chùa cái tới đó. Dạ. Lấy chổi nha. À, vậy là đây là căn nhà của ông Khánh, cả nhà. Đây là căn nhà của ông Khánh. Thì làm được bao lâu rồi chứ Tân? Mùng 9 hả? Ừ. Tháng chưa? Chưa đâu, mùng 9, bữa nay mới có 10 bữa nay tới mùng 4 à. Cũng gần tháng rồi đó. Vậy rồi, nói gần tháng rồi. 19. 19 mùng 4 là 15 ngày. 15 ngày. Dạ. Phải. Ok, có nhà cho anh Tấn thì được rồi, cũng mừng rồi. Mùng 9 10 mùng 9 hay là 19? Đúng rồi. Nửa tháng. 15 ngày là nửa tháng. Trời ơi, chín à, chín nửa tháng nữa được nửa tháng. Rồi chín chưa? Chín rồi. Chín rồi đem ra cho ăn rồi. Lâu lâu gặp Khanh cái nói chung cũng tiếp tiếp. Cũng nói chung là cũng nhớ lắm. Nhưng mà do công việc này mình đi nhiều nơi quá thì không được, nói chung là không có dịp để ghé thăm. Để sẵn hôm nay thì có dịp là anh biết dịp gì không? Dịp dạng như là bên kênh của anh Lý Tân TV á, à. Có giới thiệu cũng như là nhờ em qua đây. Rồi anh có nghe tin gì chưa? Tin gì? Anh Tân bị chấn thương đó. À. Lâu chưa? Lâu quá chưa thăm. Có lên thăm chưa?
Chưa. Chưa có đi ngang nhưng mà đóng cửa. Ừ. Lúc đó còn nằm bệnh viện. Bệnh viện Sóc Trăng. Dạ đúng rồi, nằm hết một tuần, đúng tuần luôn á. Có coi trên mạng á thấy bữa anh có coi lên, quay trực tiếp lên. Ừ. Thì bữa đó em cũng đứng quay cho ảnh á. Ừ, có thấy. Cũng thông báo lên đó. Rồi có đi nhưng mà không có lúc đó chưa về cho nên không có gặp. Yeah. Giờ cũng muốn đi thăm lắm. Chứ biết sao anh em mà. Yeah. Vì mình anh em thì ngày hôm nay thì anh Tinh cũng có nhờ em qua đây á, nhất là muốn cập nhật, muốn thăm anh thôi như thế nào rồi, sức khỏe như thế nào, cuộc sống sao rồi. Thứ hai nữa còn có như là bên Mạnh Thường Vân của anh Tân cũng gửi cho anh một ít tiền để mua gạo cũng như là nhu yếu phẩm. Anh xíu anh em mình sẽ lên phố đi mua đồ. Nói chung là gửi không được ít nhưng mà được 500 ngàn. Như là số tiền này của chị Thu ở Sài Gòn đó cả nhà. Chị Thu ở Sài Gòn anh Khánh. Xin cảm chị Thu, cảm ơn chị Thu ở Sài Gòn. Ừ. Gửi cho em 500 để em có tiền em mua được gạo, mua được đồ ăn. Không, cái này không gửi tiền ha. Cái này siêu nữa là anh em mình sẽ lên phố ha. Không, chứ em không có đưa tiền cho anh. Đúng rồi, đâu có đưa đâu. Em nay giờ em có đưa cho anh ngày nào đâu. Siêu nữa là anh em mình lên phố rồi mua, nói chung là mua làm sao đó để cho hết tiền, hay là mua làm sao cho đủ anh sử dụng, còn nhiêu thì anh giữ. Rồi. Cái này nói chung là em cũng nhờ anh Tân cũng nhờ em qua đây. Nhưng mà không phải là trao tiền, lấy tiền đó rồi anh em mình sẽ lên phố rồi mua bao nhiêu đó. Rồi Khanh không biết nói gì hơn. Cảm ơn Tân nhiều. Cảm ơn chị Thu ở Sài Gòn. Cảm ơn nhiều. Lát em sẽ nhờ tên gì của anh? Vĩnh. Vĩnh chở lên phố mua gạo, rồi mua đồ ăn đồ này kia, nước tương, nước mắm, xỉ yếu gì đó. Xin cảm ơn nhiều. Ok. Rồi. Thì có dịp nào lên thăm Tân không? Cũng muốn đi lắm nhưng mà không có xe đi. Bữa bà Tư khóc quá trời luôn. Bữa tới tháng 8 á, nói chung là em cũng bận quá, không có được mời rồi. Cô đi tới nhà em luôn, đi tìm tới nhà rồi xong em gọi cho anh Tân, bà khóc quá trời luôn. Gọi thăm anh Tân rồi khóc rồi bà ở đó chơi hết nguyên ngày luôn, chiều mới về cũng uống hết mấy lon bia rồi chở về, cho bánh rồi cho tiền rồi mới chở gì. Thế cũng tội, thế Tư cũng tội lắm. Lúc này bà yếu lắm rồi. Yếu lắm hả? Bà yếu giò. Quậy quá trời luôn rồi. Quậy không? Ừ, cũng quậy. Thấy bữa hổm về, bữa hổm chứ Tư đi là ngoài về thế cầu cái thanh nha. Dạ. Bà đợi cái nón bo mà như bà mình có trang thì mình không có biết bà có cái trang nó xỉa ra cái tay. Hôm nay cầm cái nón bo hiểm mới đi quơ bà này chắc thì chứng gì vậy. Biết mà biết xe đâu, nghe cái tư nó quậy quá. Dân này đâu có vừa, bởi vì hồi em cũng đâu đó. Em đâu ghé đâu, lúc này không có ghé. Mà thấy cô Tư thấy cũng tội rồi. Nói chuyện nhau búa. Rồi thấy cô Tư cũng tội, bà nói chung là giờ già rồi mà nó kêu nhức lưng với lại khớp á. Giò với lại đi, bà nói đi nhặt chai cũng không dám đi nữa. Bà bị cái gì? Nó kêu bằng giọt bẻ. Nó giọt bẻ bà không dám đi. Đi là sợ. Đúng rồi. Nó giảm đi cái tỷ á, tỷ dần càng ngày nó càng thúc đi á, dạ, yếu hết trơn, nhức mỏi. Dạ. Dạ đúng rồi. Bà nói chuyện vậy thì lên con, bà không nói, nói chung là không dám nói gì hết á, bà cười cười rồi bà hòa đồng. Đó bà chơi nhà nào cũng chơi được hết. Bà xuống đây với mình cũng vậy nữa. Không dám nói gì hết á. Nó nhậu ở bển. Em sao muốn lên thăm bà Tư vậy? Nó nhậu ở bển á, kêu bà qua đây là bà qua liền á. Muốn lên thăm bà Tư gì? Đi không xíu đi. Đi mua gạo không đi luôn. Nghe cái liền à. Rồi ok, như vậy ha. Thì ngày hôm nay cũng đến thăm anh Khanh tới đây. Rồi giờ xíu nữa anh em sẽ lên phố đi mua đồ. Rồi. Ok, thì bây giờ thì mình chuẩn bị quần áo đi. Rồi. Mặc quần dài lên quần dài vô được rồi. Mặc quần dài vô đi. Rồi bây giờ mình sẽ lên phố ha. Rồi chào cả nhà. Giờ xíu nữa mình sẽ anh Khanh sẽ lên phố đi mua gạo cũng như là nhu yếu phẩm. Theo anh Tân dặn thì như vậy á, chứ Vĩnh nói chung không làm trái ý được. Cả nhà. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà theo dõi nè, Vĩnh sẽ đi với anh Khanh lên phố như thế nào cả nhà nha. Rồi.